Thách thức, áp lực, đó là nhận định của các chuyên gia và người trong cuộc về ảnh hưởng của thương chiến Mỹ-Trung cũng như chiến tranh tiền tệ nếu như có giữa hai nước đối với Việt Nam. Những ngày vừa qua, giá vàng nhảy múa, thị trường chứng khoán sụt giảm, kèm theo đó là các áp lực đối với việc hàng hóa Trung Quốc giá rẻ tràn ngập vào thị trường Việt Nam. Đây cũng là thời điểm chính phủ cần đưa ra những quyết sách nhanh chóng, tích cực nhằm hạn chế các tác động tiêu cực từ chiến tranh thương mại đến nền kinh tế Việt Nam. Trong những ngày qua, trước việc chiến tranh thương mại leo thang, thị trường chứng khoán toàn cầu đã sụt giảm mạnh. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng suy giảm nhẹ nhưng sức bán tăng mạnh ở các cổ phiếu lớn. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, ngày 9 tháng 8, chỉ số VN Index giảm còn 974,34 điểm. Còn thị trường vàng cũng dậy sóng khi giá vàng liên tục tăng mạnh, lên sắp ngưỡng 43 triệu đồng một lượng. Nhưng cuối ngày hôm nay, giá vàng bất ngờ bốc hơi hơn 600.000 đồng một lượng, giảm sát về mốc 42 triệu đồng một lượng. Với cái tâm lý của các nhà đầu tư là gì? Tức là khi mà có một cái lo ngại về mặt kinh tế thì đương nhiên là họ sẽ tích trữ và đầu cơ vàng. Thế vì vậy mà cái giá vàng cũng đã tăng cao so với trước. Thế nhưng mà theo tôi ấy, thì từ cái góc nhìn và kinh nghiệm của những cái thời gian trước đây ấy, thì các nhà đầu tư cá nhân có lẽ là cũng không nên theo đuổi cái đó, bởi vì là cái chuyện mà tăng giảm của giá vàng thì nó rất là nhận biến động rất là nhanh. Thế cho nên là hoàn toàn là nó là một cái kênh, cũng là một cái kênh đầu cơ rất là tốt. Thế nhưng mà ngược lại thì cũng rất là nhiều người cũng đã bị thua lỗ về cái kênh đó. Ngay khi chiến tranh thương mại leo thang, các cơ quan quản lý đã theo sát diễn biến, đang chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp để tận dụng các cơ hội làm giảm thiểu các tác động tiêu cực. Trung Quốc mà phá giá đồng nhân dân tệ đã thì trước hết là làm cho cái xuất khẩu của Trung Quốc sẽ mạnh hơn. Bởi vì là cái hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sẽ rẻ đi. Thì khi đó thì cái nguy cơ là cái hàng vào Việt Nam rất là lớn. Mà tuy vậy thì đối với Việt Nam thì chúng ta cũng nhập khẩu nguyên vật liệu khá lớn và đặc biệt từ Trung Quốc. Cho nên chúng ta cũng sẽ có cái hưởng lợi ở cái chuyện là phá giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Như vậy là cái chính sách đó thì nó sẽ có cả hai mặt. Có cái mặt là chúng ta sẽ hưởng lợi nếu mà chúng ta nhập nguyên vật liệu vào sản xuất. Còn nếu mà chúng ta nhập cái hàng tiêu dùng vào thì lúc đó lại không có lợi. Bởi vì khi phá giá thì hàng tiêu dùng cũng sẽ rẻ đi. Cho nên là trước cái chính sách phá giá đồng nhân dân tệ thì chính phủ Việt Nam, đặc biệt các bộ ngành cần phải có cái giải pháp để làm sao cho là chúng ta tận dụng được cái hạ giá đó đối với cái nguyên vật liệu chúng ta cần thiết trong sản xuất. Chúng ta hạn chế nhập cái hàng tiêu dùng để nó ảnh hưởng đến cái thị trường tiêu dùng trong nước của chúng ta. Còn theo các chuyên gia, chính phủ Việt Nam cũng cần chú ý theo dõi cuộc chiến tranh thương mại, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, không để cho hàng hóa thành phẩm Trung Quốc đội lốt, đóng nhãn mác Việt Nam xuất khẩu để trốn thuế. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, có thể các ngành hàng của Việt Nam sẽ bị Mỹ áp thuế cao như các hàng hóa từ Trung Quốc. Các chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh là để ứng phó thương chiến Mỹ-Trung đang có nguy cơ lan ra cuộc chiến tiền tệ, Việt Nam cần phải chủ động theo dõi và các chính sách điều hành tỷ giá cần phải thận trọng. Đặc biệt cần sớm thống nhất và ban hành quy chế hàng sản xuất tại Việt Nam, chủ động trao đổi thông tin với các bên liên quan và minh bạch thông tin trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ. Trên thực tế thì việc Trung Quốc phá giá tiền tệ là để phản ứng lại khi bị Mỹ đánh thuế. Tuy nhiên, chuyên gia Steve Moore là nhà tư vấn kinh tế cho Tổng thống Trump khẳng định rằng là Trung Quốc phá giá tiền tệ thì người Trung Quốc sẽ phải chịu chi phí tăng thuế chứ không phải là người Mỹ như là một số báo cáo đưa ra. Đồng thời, việc đẩy giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp kỷ lục sẽ khiến cho nền kinh tế Trung Quốc chịu thiệt hại về lâu dài.